Còn chúng sanh thì không an trú trong tự tánh bất sanh bất diệt, mà an trú trong từng sát na vọng niệm sanh diệt. Trước đến nay vẫn chưa giác ngộ, chưa hề buông bỏ vọng niệm. Cho nên đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh vẫn còn mê, chưa giác ngộ. Mê càng lúc càng sâu, bởi vì chưa giác như vậy, cho nên tiếp tục không ngừng tạo vô lượng vô biên nghiệp. Mỗi lần tạo nghiệp, cho dù là khởi tâm động niệm, đều là chiêu cảm quả báo. Cho nên nghiệp nhân quả báo là liên tục không ngừng, tận vị lai tế, cho đến vô lượng kiếp về sau, chẳng có ngày rời khỏi. Mỗi lúc càng chìm sâu trong biển khổ luân hồi, không có ngày thoát. Trên kinh Địa Tạng có nói đến, đặc biệt là nói đến vấn đề này, không có ngày ra khỏi, không biết đến ngày nào mới có thể thoát khỏi luân hồi. Trên kinh Phật có câu chuyện như thế này. Có một lần Đức Phật dẫn ngài Xá Lợi Phất vào khoảng giờ Thân, tức khoảng 3 giờ chiều, đi ra bên ngoài tản bộ, thì nhìn thấy một con chim ưng đang đuổi theo một chú chim bồ câu. Chú chim bồ câu vô cùng hoảng hốt, rất ngay bên cạnh của Thế Tôn. Bởi vì ánh nắng chiều rọi vào người của Thế Tôn, cho nên bóng của ngài lúc đó che lên chú chim bồ câu. Chú chim bồ câu này liền cảm thấy rất an toàn, giống như được ánh từ quang chiếu đến vậy, lập tức chẳng còn sợ hãi nữa. Khi Đức Phật đi qua, ngài Xá Lợi Phất liền bước đến. Khi cái bóng của ngài Xá Lợi Phất vừa trùm lên chú bồ câu này, thì chú bồ câu bắt đầu run rẩy, hoảng sợ. Ngài Xá Lợi Phất liền hỏi Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, vì sao ngài có thể làm cho chú chim bồ câu này cảm thấy an toàn như vậy? Còn con thì tại sao lại khiến cho chú chim bồ câu này hoảng sợ vậy? Phật liền trả lời: Con mới có chứng được A-la-hán, tuy là đã đoạn tham sân si, điều khiến cho chính là phiền não đã đoạn rồi, nhưng mà con vẫn còn những tập khí này. Tập khí của tham sân si vẫn chưa đoạn hết, thế nên chú bồ câu vẫn cảm nhận được tập khí của tam độc này, vì vậy khiến cho chú bồ câu này sợ hãi. Phật liền bảo ngày Xá Lợi Phất: Con hãy nhập định để quan sát chú chim bồ câu này, xem chú chim đã làm kiếp bồ câu bao nhiêu lần rồi. Ngày Xá Lợi Phất bắt đầu nhập định, nhập rất sâu vào định tam muội, sau đó quan sát chú chim bồ câu này trong 80.000 đại kiếp về trước, thì phát hiện mỗi một kiếp chú đều làm chim bồ câu. Đã 80.000 đại kiếp rồi mà vẫn không thay đổi, cứ luân hồi vĩnh viễn trong kiếp bồ câu này. Sau khi xuất định thì ngài Xá Lợi Phất thưa với Phật: Thế Tôn không cần phải nhập định cũng có thể thấy được. Thế Tôn liền trả lời: Bây giờ con hãy nhập định xem tương lai của chú bồ câu này như thế nào, đến khi nào thì mới thoát khỏi kiếp bồ câu. Ngài Xá Lợi Phất liền nhập định để quan sát, thì phát hiện 80.000 đại kiếp trong tương lai thì chú vẫn làm chim bồ câu. Sau khi ngài Xá Lợi Phất xuất định, chú chim bồ câu này vì sao mà 80.000 đại kiếp trước và 80.000 đại kiếp sau vẫn không có cách nào để thoát khỏi, Phật liền trả lời: Chính là do sự ngu si của chúng sanh, chính là sự mê hoặc điên đảo. Từ vô lượng kiếp đến nay chìm sâu trong biển khổ, không có nghĩ ra. Nói chú chim bồ câu là 80.000 đại kiếp sau này là do thần thông của A-la-hán chỉ có thể nhìn được 80.000 đại kiếp, xa hơn nữa thì không thể nhìn thấy. Phật thì có thể nhìn thấy, tương lai có xa hơn hằng hà xa kiếp đi nữa, cuối cùng chú chim cũng có thể thoát được kiếp làm bồ câu, chuyển kiếp làm người. Sau khi làm người 500 kiếp thì nó mới từ từ trở thành một người lợi căn, chính là từ từ nhìn thấy niềm vui trong Phật Pháp, hoan hỷ tu học, trồng được thiện căn, dần dần có cơ hội thoát ra. Như vậy mới thấy được chúng sanh ngu si điên đảo đến như thế.
Thật ra chúng ta cũng không nên cười chú chim này. Có thể chúng ta cũng là người như vậy, vô lượng kiếp đến nay cũng giống như vậy. Bạn xem trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật có nói, Ngài nói bản thân của Ngài trong quá khứ đã luân hồi cũng mang kiếp chú chó màu trắng. Nếu đem xương của nó chất thành đống thì cao hơn cả núi Tu Di. Nhưng vẫn không làm loài động vật nào khác mà chỉ làm loài chó. Hơn nữa chỉ làm có một loài chó, là loài chó trắng. Xương của nó tích lũy lại còn cao hơn cả núi Tu Di. Bạn nói xem chú chó đã chuyển kiếp bao nhiêu lần rồi. Kiếp quá khứ của Thế Tôn là như vậy đó. Chúng ta thì cũng giống như vậy. Thế nên trong kiếp này gặp được Phật Pháp thật sự là điều may mắn, chính là có hy vọng được độ thoát. Cho nên phải vô cùng trân quý, phải có tâm ân cần tha thiết, ngay trong đời này quyết chí cầu sanh tịnh độ. Đây là con đường duy nhất của chúng ta để thoát.